ăn hoặc tuổi tuổi tỵ tuổi ba mẹ không chấp nhận. Ờ, ba mẹ ai? Ba mẹ mình hay ba mẹ người đó? Dạ ba mẹ em. Ủa vậy tuổi nào mới hợp? Dạ tuổi Thìn hoặc tuổi Tý. Ủa bạn trai bên kia tuổi gì vậy? Dạ tuổi Tỵ chị ơi. Tỵ hả? Trời, Tỵ thì xung rồi chắc em. Trời ơi. Xung rồi hả? Dạ. Xung là không được hả? Dạ không. Cái này khó nha. Nhưng mà em ơi, em thử gặp anh bên đây thì em sẽ thấy rằng Tỵ 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 gì đó rồi cũng không có chơi. Dạ em ơi. Trời ơi, nhiều lúc em quen mấy anh đẹp trai cũng nhà giàu học giỏi nữa nhưng mà không hợp tuổi cũng đâu có quen đâu anh. Thì ngoan hiền rồi chưa cho. Dạ ba mẹ mới thuộc hết trơn rồi. Tức là tỵ là không được hả? Không, nếu mà ba mẹ em chấp nhận thì em cũng chấp nhận. Còn ba mẹ em không chấp nhận thì sao? Thì em cũng nghe lời ba mẹ. Là quỷ lắm. Em tên là Cao Chí Tài, hôm nay 28 tuổi. À, là dân Củ Chi, đang làm Củ Chi và nhà dưới Củ Chi. Đang làm nghề gì bạn? Dạ em là nhân viên bảo trì công ty Kiềm Nghĩa. Rồi. Bạn nữ mình giới thiệu về mình đi. Em tên là Phương Thảo, hiện nay em 24 tuổi, nhâm thân 24 tuổi. Hiện em đang sống ở, làm việc ở tại Hồ Chí Minh, quê gốc ở em ở Bình Định. Mình vào đây lâu chưa? Dạ em vào đây từ nhỏ rồi chị. Mình 24 tuổi, mình đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ thì trải qua một mối tình chính và vài ba mối tình phụ. Không, mình nói có chính được rồi. Mình chia tay bạn trai cuối cùng của mình là bao lâu rồi? Nếu mà mối tình đầu tiên của em á thì chia tay cách đây 2 năm. Còn mối tình quen gần đây thì trước Tết. Lý do tại sao lại chia tay? Tại vì không hợp tuổi, tuổi kỵ tuổi, ba mẹ không chấp nhận. Ồ, ba mẹ ai? Ba mẹ mình hay ba mẹ người đó? Dạ ba mẹ em. Ủa vậy tuổi nào mới hợp? Dạ tuổi Thìn hoặc tuổi Tý. Ủa bạn trai bên kia tuổi gì vậy? Dạ tuổi Tỵ chị ơi. Tỵ hả? Trời, Tỵ thì xung rồi chắc em. Trời ơi. Xung rồi hả? Dạ. Xung là không được hả? Dạ không. Cái này khó nha. Nhưng mà em ơi, em thử gặp anh bên đây thì em sẽ thấy rằng Tỵ 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 gì đó rồi cũng không có khắc gì đâu em ơi. Trời ơi, nhiều lúc em quen mấy anh đẹp trai cũng nhà giàu học giỏi nữa nhưng mà không hợp tuổi em cũng đâu có quen đâu anh. Thì ngoan hiền rồi chưa trơn là mai mối phục hứng hết trơn rồi. Tức là Tỵ là không được hả? Dạ không. Chắc chắn vậy luôn đó hả? Dạ chắc chắn luôn. Thí dụ giờ nè anh nói nghe, hai người yêu nhau dễ sợ luôn, mối tình kéo dài một thời gian rất dài, chuẩn bị đám cưới. Lúc đầu thì anh giả bộ anh nói cái tuổi là hợp với em đi, thôi tuổi Tý đi. Nhưng khi chuẩn bị đám cưới hết rồi, lòi ra Tỵ. Ngày mai cái là đám cưới thôi, nay nó thật với em là anh không phải tuổi Tý, anh tuổi Tỵ rồi sao? Thì anh đó phải thuyết phục với ba mẹ em như thế nào chứ. Nếu mà ba mẹ em chấp nhận thì em cũng chấp nhận. Còn ba mẹ em không chấp nhận thì sao? Thì em cũng nghe lời ba mẹ em. Là quỷ đám cưới luôn. Đại dân Bình Định cứng rắn lắm anh. Cần quá. Hôm nay em có đi với ba mẹ không? Dạ không, em đi với mợ của em. Mợ gặp hả? Mợ chút đi. Dạ à, em. Dạ. Mợ đó hả? Dạ. Mợ trẻ quá. Dạ em chào anh Nguyên Linh và chị Cát Tường. Dạ. Và chào mợ, tất cả mọi người. Mợ thấy sao mợ? Dạ em cũng nghe thấy căng quá. Dạ ý mợ sao? Mợ nói vài câu với cháu mợ rồi mợ. Thật sự thì tuổi tác thì nó cũng quan trọng. Nhưng mà quan trọng ở cái mình có hợp với người đó hay không, người đó có đem lại hạnh phúc cho mình hay không. Thật sự cậu với mợ cũng là khắc đây, cũng khắc khẩu, ông nội không chịu nhưng thật sự về 10 năm rồi vẫn hạnh phúc. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Nên là nghe thì rất là bất ngờ. Mợ nói với cháu mợ đi mợ. Cố lên con, nhiều lúc khắc nhưng mà trong cái khắc nó có cái hợp. Nên là mình cũng không thể nào mà cự tuyệt. Vấn đề cái tuổi nhưng mà kêu cái hợp cái mạng. Chứ còn nếu mà nói kỵ tuổi bao nhiêu con người trên đây ta lấy nhau. Nghe mợ chưa? Trời. Nghe mợ nói chưa? Nghe mợ một phần thì cũng em cũng có khoảng là 20% nhưng mà còn hỏi coi phải tính tình như thế nào nữa. Đúng rồi. Đúng rồi, trời ơi nói gì nghe nhẹ nhõm. Cửa trơn gì đâu mà tính giải tán luôn rồi đó. Mợ, bây giờ mợ nói nếu mà hai người yêu nhau thì mợ sẽ về thuyết phục và phụ với bên kia được không? Thì Thảo cảm thấy nếu mà trong cái ngày hôm nay mà mình có duyên với bạn trai bên đây thì mình tìm hiểu mà được thì nếu mà con chịu thì mợ sẵn sàng để hỗ trợ và nói chuyện với ba mẹ đó, để ủng hộ. Cảm ơn mợ nha, đỡ. Con trai bên đây ta chưa kịp nói gì hết trơn à, quăng câu nó không hợp cái người ta im luôn à. Chờ chào chị. Nãy giờ cảm giác bạn thấy như thế nào? Dạ nói chung là cũng có hụt hẫng chị. Hụt hẫng hả? Trời ơi. Em rất là tự tin, không sao hết. À hụt hẫng nhưng rất tự tin không sao hết. Dạ à, cảm ơn mợ đi kìa. Dạ cảm ơn mợ nhiều vậy mợ. Phải mà không phải có mình bạn hụt hẫng đâu, tôi ngồi tôi cũng hụt hẫng, tôi im luôn á. Anh Linh dạ. Phải qua cứu tôi đó chứ tôi ngồi tôi im luôn rồi. Tôi thấy keo này tôi chưa nói gì tôi thua rồi. Em cũng chưa nói gì hết cho chị. Rồi bây giờ em nói đi, điểm mạnh điểm yếu gì mình phô diễn ra nhiều nhiều xíu nha. Ừ đúng rồi, cái gì nói tốt rồi coi cho cô gái bên kia biết đi. À, điểm mạnh của em thì em rất là thích hát. Tiếp tục. À, thì em thích nhất là thể thao, nói chung là em cũng có đi tập gym như chạy bộ. Đúng rồi, giống như siêu mẫu Minh Thành đó. Dạ thì em nói chung là em rất đi với mấy công tác từ thiện anh chị hay giúp đỡ mọi người, thì em rất thích đi chùa. Điểm yếu là gì? Nói chung là con người em rất là thà, sống rất là tình cảm.
có nhiều khi người ta lợi dụng mình không biết. Bây giờ tình hình nó cũng hơi căng. Dạ. Mình hát một bản tặng bạn gái. Dạ. Tình hình nó xoa dịu lại, biết đâu âm nhạc sẽ đưa chúng ta đến gần nhau hơn. Dạ. Nha, xin mời. Dạ, hôm nay vì cũng đến với chương trình thì em cũng không biết hát bài gì, nên em đã học ở nhà một bài hát Bông Hồng Gạo để gửi tặng cho tất cả mọi người. Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Dù mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, đời đời mình không lớn không thêm, như mặt trời thiếu ánh sao đêm. Rồi, cảm ơn bạn. Dạ, dạ. Hôm nay bạn có đi với ai không? Dạ, em nay có dắt mẹ em theo ạ. Ồ, dạ. Có mẹ nữa. Dạ, có mẹ em theo ạ. Chào bác. Chào bác ạ. Dạ, chào chú Vận Linh và cô Bác Tường. Dạ, dạ. À, bác thấy cô gái bên kia thế nào bác? Cô thấy bé bên này được lắm mà sợ nó không thương con của bác. Bác thấy tuổi tác sao hồi xưa giờ? Người lớn mình á thấy tuổi tác rồi không hợp rồi có sao không bác? Đối với cô thì không quan trọng. Thì thôi hai đứa nó thương nhau gì đó, nó làm ăn được thì cô mừng cho. Dạ. Nhưng mà giờ muốn con mình lấy vợ chưa? Thì nó ưng đâu thì cô cưới đó chứ giờ sao? Cưới giờ có làm dâu không cô? Thì ăn thua hai đứa, nếu muốn làm dâu thì làm, còn không muốn thì cũng không sao. Trời ơi, nghe dễ quá. Rồi, cảm ơn cô nhiều. Rồi em tự giới thiệu cho mình một tí. Ưu điểm của em là hoạt bát vui vẻ, gặp người lớn thì chào thưa ở đàng hoàng. Thì em cũng muốn một người cũng kính trọng người lớn, biết quan tâm gia đình. Còn nhược điểm của em á thì nói chung nấu ăn được nhưng mà không được ngon. Em thì hay khóc nhẹ, đụng một tí mà ấy một tí là em hay khóc. Bạn thích mẫu người bạn trai như thế nào? Em thích mẫu người bạn trai là cao trên 1m6, hiền như anh Nguyễn Linh, la vi như anh Nam Cường. Điểm nào bạn không thích ở người bạn trai? Em không thích đàn ông gia trưởng. Em thì sống theo kiểu hiện đại, sống thoải mái, không thích bị gò bó. Rồi em thích đàn ông thì ví dụ bạn bè rủ đi nhậu nhẹt, nhưng mà phải biết kiềm chế, uống phải biết chừng mực, biết đường mà về. Bạn trai có nhậu nhiều không bạn? Dạ em không biết nhậu chị ơi. Vậy quá tốt. Hiền lắm quá tốt ha. Quá tốt. Thấy chưa, người ta được hết trơn rồi, cái tuổi tác có nhầm nhò gì đâu. Trai này hiền lắm á. Thôi mình cho hai người gặp rồi, nhau đi. Hai người gặp mặt đi, bạn suy nghĩ về tuổi tác nha. Tuổi tác không có vấn đề gì đâu bạn ơi. Hợp tuổi coi tuổi rồi lấy nhau cũng chia tay như thường. Mời hai bạn. Em chào anh. Dạ chào em. Hôm nay em có quà tặng cho em. Dạ em cảm ơn anh. Em thấy anh thế nào? Dạ em thấy anh cao ráo, nhìn cũng tướng như giám đốc. Tướng gì? À, tướng sang. Anh quan niệm như thế nào về tình yêu và hôn nhân? Thứ nhất là hãy chân thủy. Thứ hai là tin tưởng. Dạ chính xác. Điều đó rồi, em cũng đúng không? Anh cùng tư tưởng, cùng suy nghĩ với em. Thông cảm. Mà nói chung là anh nói thật nha. Anh thì nói chung là anh đi làm suốt. Một tháng là có 30 ngày. Thì anh hết làm hết 30 ngày luôn. Còn em cũng vậy. Em thì làm trong hàng tuần, chủ nhật em nghỉ. Chủ nhật có lúc em dành cho gia đình, có lúc em dành cho bạn bè. Chủ nhật thì em hay đi chơi. Ví dụ như lâu lâu 1-2 tháng, ví dụ rảnh thì mình gặp nhau, còn không rảnh thì thôi. Chứ em không ép buộc là một tuần phải gặp bao nhiêu ngày đó. Em không còn quan tâm. Miễn sao sống với nhau, yêu nhau, tin tưởng nhau là được rồi. Nói chung thì anh sẽ dành thời gian nhiều nhất cho em, nếu có thể. Dạ. Bây giờ cái vụ tuổi đi. Bạn nhau vụ tuổi đi sao? Nếu mà em nói về quan niệm tuổi ha. Dạ. Thì anh sẽ nói cho em biết. Theo đạo Phật của anh á, thì tuổi tác nó không quan trọng em. Người ta nói chỉ cần yêu thương. Yêu thương á có thể dẫn dắt hy sinh. Hy sinh là thể làm được tất cả hết. Còn em nói về cái tuổi khung tử khắc á, thì bây giờ theo quan niệm hiện đại rồi, nó không bao giờ nghĩ nữa. Thì anh chỉ biết cái đó là không có ý nghĩa gì hết. Nói chung là anh thuyết phục được em rồi đó. Đơn giản vậy thôi hả? Làm hồi đầu vô tôi hú hồn à. Ít nhất là mình phải tạo ấn tượng cho nó nóng một tí, xong mình mới dịu mới hay nữa. Ví dụ giờ anh thuyết phục không được ba má luôn, thuyết phục được em rồi. Năm nay hai cưới người yêu đó, nhau rồi, tình cảm hạnh phúc rồi đó. Năm nay cưới chịu luôn, sẵn sàng bên gia đình đàn trai xong hết rồi đó. Giờ ba má em không chịu, tính sao? Không chịu thì anh phải làm sao thuyết phục cho ba mẹ em chịu. Ví dụ ba mẹ không chịu luôn. Ba mẹ không chịu thì em, nếu mà em ba mẹ không chịu mà em làm bướng á, cãi luôn, cãi lời cha mẹ, nhưng mà em không thích, tại vì ba mẹ em nói sao phải nghe vậy, tại vì ba mẹ là người đi trước hiểu vấn đề đó.
ba, nói chung là mọi chuyện trong gia đình của em á thì em nghe lời ba mẹ em hơn. Thôi bây giờ nói gọn câu là nếu mà ba mẹ em không chịu là coi như chia tay. Nói chung là do duyên số chưa tới thôi, chứ không phải là chưa có duyên, chưa có nợ với nhau thôi. Gặp nhau cái này là cái duyên thôi, nhưng mà ba mẹ không chấp nhận nữa thì coi như là mình không có nợ. Không có nợ thì vẫn là bạn bè bên nhau bình thường. Ba mẹ coi như là ông trời. Hôm nào nếu mà cần thiết em có về nhà anh cũng tới nói chuyện với ba mẹ em chút xíu nha. Dạ chờ em, còn mong anh chị xuống về thưa ba mẹ em giúp giùm luôn. Rồi trước tiên là để ảnh trước cái đã, nhưng dạ, tới ảnh là đã thuyết phục được ba mẹ đi, em rồi đi nha. Dạ dạ. Rồi thôi bây giờ chúng ta sẽ quyết định có bấm nút hay không. Chúng ta có 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Sao vẫn chậm vậy cô gái? Cái nước bấm đấy ăn. Nó không ăn hả? Đúng rồi, đúng rồi. Ví dụ nó không ăn thì sao? Không ăn thì thôi ra ngồi quen gặp nhau. Trời ơi, ghê gớm, cô này cũng ghê gớm lắm. Nắm tay nhau đi bạn. Dạ. Nào, chúc hai bạn sẽ có thời gian bên nhau, dạ, tìm hiểu nhau. Anh nghĩ rằng hai bác đang xem truyền hình thì hai bác cũng hiểu được đó là ý niệm ngày xưa thôi. Bây giờ thì quan trọng là con cái yêu nhau là được rồi, hay sống ở đời ở kiếp nhau được rồi ha. Dạ đúng rồi. Ha? Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Rồi hãy nắm tay được cô gái xem phim được không? Chương trình này thì em cũng cảm ơn chị Cát Tường, chị Anh Huyền Linh với tất cả mọi người ở đây ủng hộ cổ vũ cho tụi em. Thì em cũng mong là tất cả các bạn khác thì cũng được như em, cũng có hạnh phúc riêng của mình, cũng biết nắm bắt thật chặt hạnh phúc của mình. Thì em cảm ơn. Rồi chào hai bạn. Chào. Rồi mình giới thiệu về mình đi, em gái tên gì nè? Xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Cát Tường, xin chào ban chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, xin chào tất cả các bạn trong trường quay. Mình xin tự giới thiệu, mình là Trương Thị Thúy Duyên, mình năm nay 25 tuổi, mình đến từ Lâm Đồng. Bạn đang làm công việc gì? Hiện tại em là nhân viên kế toán tại công ty thiết bị y tế Trương Nhân ở quận Tân Bình. Ở quận Tân Bình, dạ. Rồi, mời em bạn ơi, chơi. Em tên gì em nói rõ cho mình nghe em. Nói lại tên cho bạn. Dạ em tên Trương Thị Thúy Duyên. Duyên. Dạ. 25 tuổi đến Duyên từ Lâm 25 Đồng. Tuổi. Rồi bên đây tên Phận. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ xin chào quý khán giả, chào anh Linh và chào chị Cát Tường. Em xin giới thiệu là em tên Xuân Hùng. Năm nay em 32 tuổi. Công việc hiện tại đang làm kỹ sư thiết kế xây dựng ở quận Nhất. Em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê em ở đâu Hùng? Dạ em sinh ra ở Huế nhưng mà 2 tuổi là vào Sài Gòn sống luôn tới giờ. Coi như kỹ sư đúng không em? Dạ kỹ sư thiết kế. Bên đây là kỹ sư thiết kế 32 tuổi. Dạ. Bên kia là kế toán 25 tuổi. Một bên tên Duyên, một bên tên Hùng. Hùng rồi. Duyên. Được, hai người Hùng với nhau ra cái Duyên, ra cái phần. Điểm mạnh, điểm yếu của Duyên là gì nè? Dạ, trước hết em xin nói điểm mạnh của em. Có lẽ em là một người thẳng thắn, vui tính. Cũng có một chút ca hát. Ca hát được. Dạ. Còn bên cạnh điểm mạnh thì em cũng có một vài nhược điểm. Đó là cái tướng ngủ nó hơi xấu. Tướng ngủ rất xấu? Dạ. Em ngủ sao em biết cái tướng em xấu? Không, em ngủ thì thấy mọi người ngủ ở chơi cùng phòng em nói lại không. Người khác dạ, nói lại có ai chụp dạ, hình em lại em ơi tướng ai ngủ cũng xấu dạ, hết trơn á dạ. Ít có ai ngủ đẹp lắm em. Ngủ mà mình quay phim sáng mình coi thiệt á, thấy gớm luôn vậy đó. Bữa nào quay lại đi, ai đây ngủ đi, bữa nào quay phim lại đi. Rồi còn thấy mình ngủ đẹp thế nào. Còn cái khuyết điểm gì nữa không? Dạ có. Khuyết điểm của em là sợ chó. Sợ chó? Dạ. Ủa có ăn thịt chó không? Nói thật là xưa thì em có ăn nhưng mà lâu lắm rồi không ăn nên... Bởi vậy chó thấy nó sủa sợ nó phải rồi, chó nó cắn đúng rồi. Ăn thịt chó mà sợ chó nữa. Trời ơi. Rồi có ưu điểm gì không? Sao nãy giờ thấy khuyết điểm nhiều vậy? Chắc là em cũng hơi kém nên là ưu điểm của em được vài cái nổi trội đó. Rồi lúc rảnh rỗi mình có sở thích gì không? Có, em sở thích thì nhiều lắm. Rảnh rỗi thì em muốn được đi dạo ngắm thành phố về đêm này. Thích lấy xe máy đi phượt này. Thích xem bóng đá, bây giờ đang mùa World Cup. Thích xem bóng đá dạ, nữa. Xem thôi đừng có cá nha. Dạ không. Rồi. Còn như cô gái bên kia rất là lãng mạn đó.
ha, thích đi ngắm thành phố về đêm, thích đi xe máy lúc bão. Rồi, bạn trai khuyết điểm là gì? Khuyết điểm của em là người nóng tính. Nóng tính hả? Dạ. Ôi, anh không nghĩ em nóng tính đó nha. Dạ không, anh nhìn bề ngoài em điềm đạm như vậy nhưng mà cái nóng bên trong khó mà thấy được lắm. Nóng cỡ nào lận? Dạ nóng mà nóng bộc phát á. Em nóng nhất em làm gì? Thường thường mà khi nóng á, em là người mà không có thể hiện ra, nhưng mà nó hay gọi là dồn nén bên trong á. À, tức là không thể hiện ra ngoài. Dạ. Hả? Nóng bên trong thôi. Dạ. Không sao, nóng bên trong là làm cho nó mát thôi, sợ nó nổi mụn thôi chứ gì chứ nó. Rồi, khuyết điểm là nóng trong người. Dạ. Có ưu điểm gì không? Dạ, ưu điểm đó em là người điềm đạm mà lúc nào cũng điềm tĩnh mà. Đúng. Hai rồi. Nữa là có lập trường. Nhìn em mà nó nghĩ là nóng thôi nhưng mà nóng. Dạ. Trong người đâu không biết được rồi. Còn gì nữa không? Có tài lẻ gì không? Tài thì em chơi thể thao được. Thể thao? Dạ. Chơi môn gì? Chơi môn cầu lông, bơi lội, chạy bộ. Dữ ha. Khỏe. Bạn gái có thể thao gì không? Dạ, em cũng thích cầu lông. Nhưng mà bữa nay học bơi em đang mới đi học. À, đang. Dạ. Muốn học bơi. Dạ. Rồi anh kia anh dạy luôn cho. Đang bơi chìm. Cái giọng. Dạ. Em gái mà kia khào khào là hát hay lắm à. Nghe cái giọng khào khào này hát được lắm á. Dạ. Em hát bài cho hát tặng bạn trai bài cho lấy không khí cho em. Dạ, em xin được hát một bài. Không biết bạn trai bên đó có thuộc bài này thì hát cùng em luôn nghe. Bài gì vậy em ạ? Mình yêu nhau đi. Rồi. Mình yêu nhau đi. Cái tựa đề bài hát thì thường anh nghe bài hát anh không có nhớ, anh không có nhớ tựa đề, chỉ có báo là anh nghe bài hát người hát cái anh nhịp theo, anh thấy anh thuộc anh. Rồi. Nhịp theo à. Bây giờ bạn gái hát rồi bạn trai biết thì mình nhịp theo nha. Dạ. Rồi xin mời. Hình như anh có điều muốn nói, cứ ngập ngừng rồi thôi. Và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi. Ở cạnh bên anh bình yên lắm, anh hiền lành ấm áp. Cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh. Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì. Nói cho em nghe một câu thôi. 1, 2, 3, 5 anh có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có, anh hãy đến ôm em ngay đi. Em đã đợi chờ từ anh giây phút ấy cũng lâu lắm rồi. Dẫu cho mai sau có ra sao thì em đây vẫn sẽ chính thức được gọi anh yêu. Dễ thương quá. Lãng mạn quá. Cái bài mà em gái bên đây hát á là anh có nghe rồi nhưng mà chẳng bao vì anh không thuộc lời nên bài nào em thuộc được. Giờ bài nào bây em giờ thuộc? em xin hát tặng lại em gái một bài. Bài gì? Một câu thôi. Câu một đoạn ngắn thôi. Rồi bài gì em? Bài Lâu Đài Tình Ái. Lâu Đài Tình Ái. Em ơi lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian, anh đưa em vào bằng tiếng hát chắp đôi cánh nhung thiên thần. Em ơi lâu đài tình ái đó sáng trong ánh tinh cầu xa, cho nên cho dù nghìn năm qua còn vẫn vương đôi hồn hoa. Rồi được rồi, tốt rồi. Rồi một người hát là cứ yêu nhau bất chấp, một người xây lâu đài tình ái thấy cũng được á. Bây giờ mình chia sẻ một chút xíu về tình trường của mình đi. Dạ. Tình trường của bạn đi như thế nào? Trước giờ thì em có trải qua 2 mối tình. Mối tình đầu tiên chắc có lẽ là lâu nhất và sâu nhất, đó là mối tình thời học sinh. Dạ. Em và bạn đã học cùng lớp thì có quen nhau từ năm thời học cấp sinh 2. Cho qua đi em ơi, nó dài lắm. Mới đây á, cuộc tình mới này. Em kể thời còn mới nhất nè. Mới nhất là khi em ở nhà đang chuẩn bị đi học cao đẳng thì em có quen một anh, nhưng mà quen được khoảng 3 tháng gì đó em xuống đây học thì thấy giống kiểu khoảng cách nó càng xa, thì hai người bớt nói chuyện lại, rồi bây giờ thì anh đã có gia đình. Rồi hiện từ đó tới đây là xuống đây từ là từ đó tới nay là em vẫn ế đều. Và từ lúc xuống thành phố bây giờ là chưa có ai hết? Dạ chưa. Em chưa có chính thức nhận lời với ai. Chưa chính thức nhận lời. Dạ. À vậy là cũng có người đeo đuổi đúng. Dạ, không? Đúng rồi. Rồi. Mối tình em dài thiệt á, 3 tháng. Vậy mời bạn trai chưa có gì sâu sắc hết. Em trai, em có mấy mối tình rồi? Dạ em xin thưa với anh là từ nào tới giờ em chưa có một cuộc tình chính thức nào hết. Gì? Gì kỳ vậy? Thiệt không? Dạ thiệt chị. Thích con gái không? Dạ thích. Thích con trai không? Dạ trai mến thôi chứ không thích. Coi phim tình cảm có lúc nào mình nghĩ rằng mình sẽ yêu cô gái nào không? Em thì hồi nào giờ hồi
em 20 mấy tuổi thì gọi là cũng có cái cảm xúc gọi là say nắng trước vài cô thôi, nhưng mà cái đó thật sự nó không phải là cái tình, chẳng qua chỉ là mình say nắng người ta thôi chứ tình cảm thì không có. Nè, có bao giờ kiểm tra lại trái tim mình có đập loạn nhịp trước một sắc đẹp nào đó chưa? Dạ có chứ. Đó là sắc đẹp của ai? Nhưng mà cái đó chỉ là cái cảm xúc của người thôi chứ không phải là tình cảm. Ví dụ em coi phim có cảnh nó hôn nhau á. Dạ. Em có cảm giác gì không? Dạ có nhưng mà hơi ít. Nhưng mà bây giờ thí dụ như giờ bạn được hôn thì bạn có biết hôn không? Dạ biết chứ chị. Chưa hôn thử lần nào sao biết? Nhưng mà em chắc chắn là em làm được. Cái đó mà không làm được chắc trốn luôn á. Thôi tóm lại á là nãy giờ tôi kiểm tra sơ sơ thử coi có nó có cái gì nó lạ không? Dạ. Có ai nói em gì không? Dạ không anh, cái vấn đề mà hồi nào giờ em chưa có một mối tình chính thức nào là vì sao? Vì em thì hồi đi học á chỉ biết cắm đầu học thôi, cũng ít đi chơi lắm. Rồi sau khi học, rồi xong khi học xong ra đi làm á, cắm đầu làm cũng vào công ty chỉ biết làm việc thôi. Mấy bạn nữ ở công ty thì em luôn luôn đặt một cái tiêu chí là vợ chồng là không có chung công ty. Kỳ vậy, ai mình thích thì mình thích thôi chứ mắc chị. Mới vợ chồng người ta có nguyên tắc người ta chứ. Nhưng mà ví dụ giờ là theo em, giờ nếu như em có người yêu, yeah, em sẽ làm gì cho người yêu em hạnh phúc? Tức là mình phải tìm hiểu, mình hiểu được người đó. Rồi, em làm gì cho cô ấy hạnh phúc nè? Mình hiểu được người đó thì mình sẽ biết cách làm cho người ta hạnh phúc. Mình hiểu mình mới làm cho người ta hạnh phúc. Giờ chưa có ai để hiểu nên chưa biết. Dạ. Dạ. 32 tuổi mà chưa bao giờ có mối tình dắt dai. Dạ, chưa. Này tôi cũng lo lắm mà nha. Mà có nghĩa là quen ít bữa kiểu 3 tháng như bên cô này cũng không có luôn hả? Dạ không chị. Không luôn. Có nắm tay người con gái nào chưa? Nắm tay bạn bè, nắm tay bình thường, còn cái nắm tay tình cảm thì cũng có. Không có luôn. Dạ không. Nắm tay có cảm giác gì không? Em chưa nắm tay tình cảm ai bao giờ. Đó coi, vậy là túm lại là chưa có nụ hôn đúng không? Dạ chưa luôn. Hôn má có chưa? Dạ chưa. Hôn má cũng chưa nữa hả? Dạ. Trời đất nắm ơi. Tay mà chưa có nắm thì hôn làm sao mà đâu ra. Kỳ ta. Ủa sao ngộ vậy ta? Hình như là người ta là quý hiếm giữa cuộc đời thường. Khó tìm lắm. Bây giờ em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Dạ thì em muốn tìm một người bạn gái. Em tới đây là để tìm vợ luôn chứ không phải tìm bạn gái. Rồi em muốn tìm một người vợ như thế nào? Người vợ đó là mẫu người phụ nữ sống cho gia đình. Thứ hai nữa là tính tình, ngoại hình em không đặc nặng lắm, nhưng mà tính tình là thùy mị nết na. Và 30 mấy năm nay em chờ đợi được một người con gái mà có thể hiểu và đồng cảm được với mình. Tại vì sao chị? Mình thương nhau á, thương thì phải hiểu được người đó. Khi mình hiểu được người đó thì mình mới có khả năng mang lại hạnh phúc cho người đó được. Đúng rồi. Tại vì mình nói mà mình thương người ta mà mình không hiểu được người đó thì mình không thể nào mang lại hạnh phúc, mà đôi khi mình còn đem lại phiền phức cho người ta nữa. Mà làm sao để hiểu được người ta? Thì mình phải đi chơi với nhau, tâm sự, chia sẻ với nhau nhiều hơn thì mới hiểu được nhau. Đúng rồi. Có nghĩa trước tiên là phải dành thời gian cho nhau. Dạ, đúng rồi chị. Thế bây giờ nếu như mà bạn gặp cái đối tượng này mà bạn cảm thấy là rung động, tìm hiểu được thì bao lâu mình dự kiến là mình sẽ tiến tới hôn nhân được? Dạ nếu nhanh, em nghĩ nhanh thì tầm 6 tháng hoặc tới 1 năm đó chị. Mọi thứ bạn đã chuẩn bị cho cái cuộc sống hôn nhân chưa? Dạ đầy đủ hết rồi, về tâm lý, sự nghiệp, công việc ổn định, nhà cửa có rồi. Bạn chắc chắn là bạn sẽ hôn được đúng không? Dạ được. Lát tôi cho thử, làm hoang mang quá. Nó khó cái này nè. Bây giờ bạn này phải cô nào yêu bạn này trước thì quả may mới tới nhau được. Còn nếu như với một cái người con gái mà không thương bạn, chưa yêu bạn thì chắc có lẽ người ta sẽ rất thờ ơ, bởi vì bạn khó gần bạn lắm. Dạ, em là một người mà bạn bè và đồng nghiệp nhận xét em á là một người rất ít giao tiếp và vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong lại là một người sống cực kỳ tình cảm. Thì em là tình cảm rồi đó. Nhưng mà phải vô bên trong mới biết. Bây giờ mình phải làm sao cái bên ngoài mình cũng phải đừng có lạnh lùng quá, người ta mới tiếp cận mình được, đúng không? Mình phải mở lòng mình ra mình mới có cơ hội. Nha, một lát mình phải cố gắng mình làm sao đó. Thôi được rồi. Thì tôi cố gắng, sẽ cố gắng hết sức. Bởi vì khi mà nghiên cứu hồ sơ của bạn này, chúng tôi đã tìm được một cô gái ở phía bên kia, cũng là một cô gái rất là dịu dàng, kiên nhẫn ha. Một cô gái chịu khó tìm hiểu để có thể tiếp cận với bạn. Chúng tôi tính toán hết rồi, nhưng còn cái duyên phận không biết sao. Em gái muốn tìm người bạn trai như thế nào? Mẫu bạn trai tương lai của em hy vọng sẽ là một người cao khoảng 1m7. Cao khoảng 1m7. 1m7, có 1m7. Thân hình tròn tròn một xíu, dễ thương. Tròn tròn, có tròn. Rồi. Có dễ thương luôn. Tính tình thì hòa đồng, thân thiện với mọi người xung quanh. Rồi. Có luôn. Giọng nói thì trầm ấm. Nãy giờ giọng nói được chưa? Dạ, được phải không? Rồi. Dạ.
Công việc thì ổn định một xíu bởi vì giờ em cũng xác định lâu dài. Rồi, dạ. Ổn định hết rồi đó. Dạ. Em có mẫu hình lý tưởng nào không? Đặc biệt là... Dạ. Em có mẫu hình lý tưởng nào không? Em nói thử coi có giống anh không? Em thích người giống anh ca sĩ Hồ Trung Dũng là được rồi. Hả? Giống ca ai? Sĩ Hồ Trung Dũng. Dạ. Hồ Trung Dũng hả? Dạ. Cái này trung bình được không? Không, anh này là Trung Hùng là được rồi. Trung Hùng hả? Rồi, tóc có điều tay gì? Rồi có yêu dạ. cầu tóc cao láo tóc dài gì không? Con trai thì để tóc ngắn vừa vừa thôi, nhìn cho nam tính. Tóc này rất ngắn, yên dạ. tâm. Đặc biệt là đồng cảm với em, có cùng sở thích với em. Sở thích dạ. em thích gì? Thích thể thao, đam mê thể thao. Rồi anh này chơi thể thao. Thích đi phượt nè. Đi phượt, thích dạ. đi phượt không? Dạ thích. Thích. Đó. Gì nữa? Luôn nói chung là khi lâu lâu em bị stress công việc dẫn em đi chơi. Thích có dẫn cô đi chơi không? Dạ, thích là em dẫn liền. Thích là dẫn liền rồi, thấy rồi. Được rồi đó. Cái điều anh... gì em không thích nói lên nghe luôn. Em không thích một người con trai quá bảo thủ. Hơi tròn tròn thì được. Hơi nhưng mà sau này hồi xưa thì em vậy, nhưng mà sau này em nhận ra là cái gì mà nhiều người nói á thì mình phải thay đổi. Đúng rồi. Tại vì không thể nào mà nhiều người mà có cùng một quan điểm sai về mình được. Đúng, dạ. mình phải lấy ý kiến mọi người ha. Dạ. Đó, nhận ra cái điều đó là hay rồi. Hồi xưa có bảo thủ, bây giờ không có bảo thủ, chuyển qua bảo vệ. Bảo vệ cho em. Dạ, cái này em chưa thấy. Từ từ, được mà còn gì nữa không? Là một người cởi mở với mọi người xung quanh. Cởi mở, mở dạ. thì có mà cởi chưa cởi. Biết. Chưa có cởi. Không, anh này từ từ anh được, nói chung dễ thương dạ. lắm. Hút thuốc uống rượu gì được không? Dạ, con trai thì không nên hút thuốc, nhưng mà nhậu thì nên biết. Mỗi tội là nhậu thì xong thì ngủ, chứ không có được nói linh tinh, em không thích người nói nhiều. Nói tóm lại, chàng trai bên đây là một trong những cái gọi là hiếm giờ đó ha. 32 tuổi mà biết là chưa có một cái gì còn, nói chung là còn trinh trắng. Rin 100% đó. Rin 100% luôn, yên tâm ha. Còn cái chuyện mở cửa thế nào, cởi mở thế nào là do em thôi nha. Anh thấy bây giờ là hợp gần như 90% rồi đó. Trách nhiệm em hơi nặng đó. Rồi bây giờ anh nghiên cứu từ hồ sơ rất là kỹ rồi mới cáp cho cặp này đó chứ. Giờ mình nói ý kiến người, ý kiến thân, người thân đi. Hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi cùng chị gái và bạn cùng phòng với em. À chị dạ. ruột hả? Dạ đúng rồi. Rồi chị gặp chị của em. Chị ruột luôn hả? Chị ruột. Dạ anh. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn Nam cùng tham gia chương trình và chào tất cả các vị khán giả ở trường quay. Em tên là Ngân, là chị ruột của bạn nữ tham gia chương trình. Dạ. Thì theo chị thấy, theo nhận xét cá nhân, chị thấy bạn nam này cũng được. Còn tính tình thì phải tìm hiểu mới biết được, chứ mình không thể qua một vài phút mình trò chuyện mà mình có thể biết hết được. Thì mọi thứ thì tùy duyên đó. Mà anh phân tích cho em nghe, anh này có hai đặc điểm mà không ai có. Một là sẽ rất chung thủy, không bao giờ có lăng nhăng ai hết, yêu là yêu hết mình luôn. Mà anh này rất nóng, nhưng nóng bên trong, không có nóng bên ngoài, tức là anh rất hiền. Hai cái đó là cái tiêu chuẩn tôi nghĩ số 1 luôn. Được không? Nhưng mà khi nào nóng thì có Dr. Thanh. Nóng thì nấu chè đậu xanh ăn là mát thôi. Anh đâu có thể hiện ra ngoài đâu sợ. Chị hy vọng là sẽ có một người bạn đồng hành với Duyên để hứng chịu những cái đau của chị trong những trận chém gió. Cảm ơn em. Rồi. Hùng đi với ai Hùng? Dạ hôm nay em đi với chú ruột với mẹ. À có mẹ chú ruột hả? Rồi dạ. cho chị gặp mẹ. Gặp chú. Dạ gặp chú. Xin chào hai MC, quý vị mẹ là Cát Tường. Tôi xin giới thiệu tôi là chú của Hùng. Xin chào quý vị khán giả xung quanh. Thì qua nãy giờ trao đổi giữa hai MC với Duyên với là Hùng, thì tôi có một vài nhận xét nhỏ về Duyên. Nói chung về ngoại hình, ok. Tính tình chắc hiền, dịu dàng. Thì thông qua chương trình này thì tôi mong coi như là hai cháu cùng bấm nút để hẹn hò và coi như tìm hiểu nhau nhiều hơn. Xin phép. Muốn hỏi ý kiến mẹ chút xíu à? Dạ, cho mẹ cho ý kiến vài câu đi ạ. Cô thấy bạn gái mình như thế nào cô? Dạ, thấy anh Duyên thì cũng được, dạ. dễ thương. Cô có yêu cầu gì con dâu tương lai không? Không, nói chung là bây giờ thì muốn là kiểu là hai Duyên với Hùng gặp nhau rồi đi tìm hiểu đi, rồi là tiến tới thôi, chứ dạ. Cũng không yêu cầu gì đâu. Cô cũng muốn có cháu nội sớm không? 32 tuổi rồi thì cũng muốn chứ. Đó, hứa với mẹ gì đi Hùng. Mẹ nó muốn cháu nội kìa. Cố gắng quyết liệt lên Hùng ơi.
Dạ thì cái đó không phải mẹ muốn mà là em cũng muốn chứ không phải là em cũng muốn đúng không? Nhưng mà chỉ có điều là từ đó tới nay em chưa tìm được một cái người con gái mà có thể là đồng hành được với mình. Rồi. Em chưa tìm được. Hy vọng là đến với chương trình thì em sẽ tìm được cái người mà bấy lâu nay em tìm kiếm. Em biết cái ghế em ngồi đó. Dạ. Ghế bên kia có biết bao nhiêu cặp đã sinh con đẻ cái rồi từ hai cái ghế này nè. Thành ra hy vọng ngày hôm nay em sẽ nối tiếp với những cặp đôi đó một ngày nào đó sớm nhất. Sẽ có cháu nội cho má em ha. Rồi chúng ta vỗ tay cầu mong những điều tốt đẹp cho cặp đôi này đi. Bây giờ kéo rào lên nha, cho hai bạn gặp nhau. Mở rào, mở rào. Mình quay mặt ra, mình tìm hiểu liền nha. Cho em 2 tiếng đồng hồ tới tối luôn cũng được. Mở rào, bắt đầu. Dạ, chào anh. Đưa quà tặng. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Đứng lên, khoan. Đứng kế bên đây, từ đó tặng hoa rồi đứng nhìn mặt nhau thế nào. Đó, em có tặng gì tặng người ta đi. Em đâu, anh cầm giúp em. Ủa, sao trả lại không được? Dạ không, cái này mình trao. Nó xui á, cầm luôn đi nè. Dạ. Đó. Rồi đó, cảm hai người. Cảm ơn anh, em cũng có món quà nhỏ tặng anh. Cảm ơn em. Cảm ơn mày, cảm ơn. Dạ không, anh thông cảm là em làm công ty Nhật, cái tác phong người Nhật khi chào cúi đầu, em quen rồi. Arigato. Dạ. Rồi bây giờ hai người đứng sát bên coi, thấy được không cô? Đó, chú là đưa tay lên số 1 rồi kìa. Bên đây chị gái thấy được hợp không? Thấy lựa hồ sơ không 9 tháng 10 ngày đó. Lựa hồ sơ không mới ra được cặp này đó. Khó lắm á. Rồi, hai bạn ngồi vào ghế và bắt đầu mình trò chuyện với nhau. Cố gắng tìm hiểu nha. Bây giờ là chúng ta nói chuyện để hiểu nhau nha Hùng nha. Bắt đầu đi hai bạn. Lần đầu tiên gặp mặt em có gì muốn hỏi anh? Chào em hỏi. Nếu mà chúng ta quyết định tìm hiểu nhau thì anh có thể cùng em vượt qua mọi khó khăn phía trước không? Anh nghĩ là mình đàn ông thì mình đủ sức lắm, đủ sức. Dạ. Anh, vậy... Nói gì vậy? Em cảm nhận cô gái như thế nào? Em cảm nhận... em đây là... Cái tính cách đó thì... Đúng như là cái mẫu người bạn gái mà mình yêu cầu. Đúng mẫu người bạn gái em tính trong đầu hả? Phải không? Yêu cầu. Dạ. Phải không Hùng? Dạ phải. Khẳng định đi Hùng. Dạ phải. Đúng rồi, hay lắm. Lo nhất cái đó thôi à. Tìm phải đúng mẫu người chứ, rồi đó, đúng mẫu người đó. Em cho anh hỏi là nếu như mà mình tìm hiểu nhau á, tiến hành tìm hiểu nhau á, thì cái thời gian rảnh của em là một khung thời gian nào? Ban ngày thì em làm giờ hành chính. Và em cũng có đi học thêm nên là thường thường em sẽ rảnh vào tối thứ bảy hoặc chủ nhật. Anh thì cũng rảnh vào thứ bảy chủ nhật cuối tuần, anh đi làm thứ hai thứ sáu. Dạ. Em có thích đi du lịch không? Em rất thích luôn. Đi du lịch, đi dạo, chơi thể thao. Dạ. Đó là những sở thích của anh á. Chắc hợp sở thích luôn rồi đó. Kế hoạch tương lai đi. Nếu như mà tìm hiểu mà sau này tìm hiểu, nếu như mà em xác định là tiến tới hôn nhân được thì bao lâu mình có thể kết hôn được? Cái này em cũng không nói trước được, chủ yếu là mình tìm hiểu nhau mình có thấy hợp hay không. Nếu mà hợp thì mình tiến tới thôi chứ em đâu có thể định ra được thời gian chính xác. Em có gì muốn hỏi anh nữa không? Em nhìn bề ngoài thì anh có vẻ hiền, nhưng mà không biết trong bên trong anh có mạnh mẽ không? Bên trong thì thật sự anh là người nóng tính, nhưng mà cái nóng của anh á thường anh kìm bên trong. Anh chỉ có những lúc nào mà kìm không được nữa rồi thì mình mới bộc lộ ra bên ngoài thôi. Ý cô hỏi bên trong bên có mạnh mẽ không đó? Ngồi thẳng lưng lên em, mạnh mẽ lên coi. Nó đúng rồi. Không muốn khẳng định giới tính đó. Bên trong mạnh mẽ hả? Thường thì em là người mạnh mẽ, nhưng mà trong chuyện tình cảm từ hồi xưa tới giờ á thì đã có yêu ai đâu mà biết. Dạ không, chị say nắng thì có, nhưng mà thường trong chuyện tình cảm là do mình sống mà thiên về tình cảm quá, thành ra là đôi khi mình hay yếu đuối trong chuyện tình cảm. Anh có muốn mở món quà em tặng anh không? Đúng rồi, coi quà em tặng đồng ý là gì? Mở. Dạ anh mở nha. Mở đi anh, mở đi, em không nhìn đâu. Găng tay này thì em hay đi chạy bộ thể dục buổi tối á, hết xà đơn chắc đeo được. Dạ. Ủa sao lại tặng đôi bao tay, ý nghĩa gì? Đi phượt bằng xe máy. Anh này đã hay quá. Cái gì đâu hay, bình thường đó mà. Này đeo bao tay đi phượt thôi.
Nhưng dạ mà không. Tại sao lại tặng cái đôi tay này? Tức là ý em muốn là em tặng đôi găng tay này cho anh, nghĩa là muốn anh luôn bảo vệ em, cùng em đi hết những đoạn đường còn lại. Mang bao tay vô liền, mang bao tay vô liền. Cái này mới là hay nè. Đeo vô đi em, cùng nhau đi cuối con đường. Hay quá. Đó, vừa không Tăng? Vừa khích luôn, đi luôn. Ngon lành. Trời ơi. Rồi. Tiếp tục. Hay là hay cái đó đó nha. Tiếp tục đi em. Tiếp tục đi. Em đeo con tay rồi em cảm giác thế nào? Dạ. Tối hôm qua cô ôm găng tay cô ngủ đó. Dạ. Ừ. Cảm giác sao? Đó là em nói là anh nói. Anh nói. Trời ơi, bây giờ bỏ cái hộp xuống. Tiến tới. Đó, rồi anh thấy. Tiến gì nữa, tháo con tay chứ tiến tới nắm tay. Thấy sao rồi đó, nói cảm tỏ tình với cổ. À. Tự tin lên. Anh muốn hỏi em thêm vài câu. Tiến tới, tiến tới. Mạnh mẽ lên, người ta sợ mình không có mạnh mẽ đó. Tiến tới. Anh muốn hỏi em thêm là nữa là em có phải là nếu mà sau này mà mình thấy hợp nhau và đi tiến xa hơn á thì em có chấp nhận là một người phụ nữ sống cho gia đình không? Chắc em nghĩ em là một người sống vì gia đình nhiều hơn. Em yeah. Mong muốn tìm được một cái người người vợ như vậy. Dạ. Hát bài lâu đài tình ái lại đi. Nhìn thẳng mắt tỏ tình cổ đi, phải nói sao để cổ đồng ý, cổ chọn mình á. Anh nghĩ là mình tới đây gặp nhau là cái duyên, còn đến với nhau để không còn là cái phận nữa. Yeah. Thì anh nghĩ là mình đã đến đâu rồi thì nên cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu nhau. Nếu tiến tới được hôn nhân được á thì tốt, mà nếu thôi mà thôi cái... đó được dừng. Dạ. Được rồi, dừng được rồi, cái đó dừng được rồi. Bây giờ mình nói quan điểm về con cái đi, cổ sao? Con cái thì sau này nếu như mà kết hôn thì em nghĩ là mình sẽ có được bao nhiêu con? Không, nếu mà là lập gia đình á, mà sinh con á, thì người ta kêu nhà đông con thì càng vui mà. Em cũng thích nhà nhiều con cái. Trời đất. Khoảng 3-4 đứa gì đó. 3-4 đứa. Nuôi nổi không, đẻ nhiều đó, vậy? Anh định nói câu đó mà chị Tường chỉ nói rồi. Anh không nuôi nổi thì em với anh cùng nuôi. Hai đứa nuôi không nổi thì ai nuôi? Dạ không ạ. Mình phải phấn đấu mình nuôi chứ mình xác định mà anh. Hỏi thích trai hay gái? Em thích trai hay gái? Anh... em thích cả hai, nếu mà có cả con trai con gái thì tốt hơn. Cái đó con gái theo em, con trai theo anh. Dạ. Cái đó nhiều khi cũng do trời định đó, chứ mình cũng không biết trước được chuyện đó. Không phải do anh định hả? Tại vì chuyện sinh con trai con gái thì mình không biết trước được. Thì anh thích con trai con gái? Anh thích một trai một gái là đẹp nhất. Dạ. Bây giờ tôi lo lẹ lẹ bấm nút có hung được không đây nè. Em có gì muốn hỏi anh nữa không? Dạ chắc. Bây giờ em nói một câu gì hay em hát một khúc nào em tỏ tình quyết liệt vô. Mở cổ tay đi. Nắm tay cổ đi. Bỏ tay ra. Này mình phải làm tới mới được không? Nó có nhiều thứ nó kết hợp mới hiểu nhau. Em gái đứng lên đi. Bây giờ á, để con hai xuống dưới kia. Hai em đứng đây nè. Bây giờ hai bạn nắm tay nhau đi. Nắm tay bên kia nữa, quay mặt lại nhau. Rồi, nhìn nhau trong 30 giây. Nói trong lòng cái gì đó. Nhìn nhau đi, cảm nhận về nhau đi. Lắng đồng lại nha. Thử xem, mắt chạm mắt, nó có một chút gì đó rung động không? Nhìn nhau nha, đừng nhìn ai hết. Bạn trai cảm giác thế nào? Em thấy tay bạn nữ đây có vẻ là mềm. Dạ, rất mềm mại. Còn gì nữa không? Nhìn thẳng mà nói bạn ấy đi. Mình cùng nhau bấm nút. Trời, câu đó thôi đó. Nắm tay thấy sao em? Em thấy hơi rung. Rung nhưng hả? Mà tay bạn nam ấm. Ấm không? Dạ có. Thích không? Thích. Nóng em, nóng trong người đi. Trời ơi, nóng trong người hoài vậy. Hey, anh hỏi thiệt nha. Nãy giờ trái tim em có đập khác không? Dạ, hơi rung rung á. Hơi rung đúng được rồi, hơi rung dạ. Rồi. Thích không? Dạ, thấy thích. Thích thì gì nhất? Dạ. Quyết liệt lên nha. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Đâu à? Đây, để bên đây em trai. Anh lo cho em thuốc luôn á. Khi nào em có cần gì kêu đi hẹn hò kêu anh theo nha. Rồi,
Nếu hai đứa hẹn hò được, kêu anh theo anh ấy cho. Bây giờ á, nãy giờ mình nói chuyện vui, mình cảm nhận về nhau, mình nắm tay, mình nhìn nhau, mình nói những lời rất là ngọt ngào nha. Nhưng trong giây phút này, chúng ta hãy một lần nữa kiểm tra lại con tim của mình các bạn. Kiểm tra lại nha, em trai. Dạ. Quan trọng là em đó. Dạ. Ha, anh lo cho em lắm á. Ráng kiếm cho nội, cho bà nội nha. Dạ. Suy nghĩ thật kỹ nha. Có rung động mới bấm nút. Bấm nút là hẹn hò để tiến tới hôn nhân nha hai bạn. Phải chịu trách nhiệm với nút bấm của mình. Còn không có cảm tình, không thấy thích, không rung động, không bấm. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Trời. Cái gì? Em bấm em đó, không có vô. Em có bấm. Hả? À, em có bấm không? Có. Bấm sao nó không lên? Rung quá bấm chật. Trời ơi, rung quá bấm chật. Trời ơi, tôi lo quá rồi. Rồi, cặp đứng lên. Bấm là tôi mừng rồi. Rồi bây giờ nè. Nắm tay nè. Chính thức từ thời gian này, chính thức bắt đầu từ bây giờ, trước mắt quan viên hai họ, các bạn đã chính thức bắt đầu tìm hiểu nhau. Yeah. Được chưa Hùng? Dạ, yeah, được. Hùng duyên, Hùng với nhau để tạo một cái duyên, một cái phận. Hùng với nhau đi suốt cả con đường này. Đôi bao tai này, nó sẽ đưa các bạn đi khắp mọi nẻo đường đất nước. Bỏ túi đi, giữ coi như là tối ôm nó ngủ nha. Yeah. Rồi, xin bạn gái, xin chị gái, hung nụ hôn đầu tiên. Phá cái trong trắng trên nguyên 100% của em luôn. Chị cho em xin thích không em? Xin mà người ta cho chưa? Xin thì phải nhìn mặt chị cho chưa? À. Chị cho em xin phép không em? Một cái. Cho không chị? Đó, đó, cho. Từ từ. Đi vô không đi. Không để nguyên chứ. Đi. Đúng không? Đầu tiên. Từ, để nguyên. Để nguyên, hít vô. Thấy sao? Dạ, lần đầu tiên. Lần đầu tiên hít vô thấy sao? Thấy hơi rung. Hơi rung hả? Hít vô mà thấy hơi rung. Hả? Giờ nè, em gái Hùng anh gái đi. Đánh dấu mốc lịch sử. Hít chưa? Dạ rồi. Hả? Hít được. Thế là thấy sâu rồi. Được rồi ha. Dạ. Coi như hôm nay mình khai qua nổi nhị á. Ý á. Hôm nay coi mình khai trương cái nụ hôn đầu đời nha. Nói chứ anh trai dễ thương lắm ha. Hy vọng rằng cặp đôi này sẽ sớm chúc bác ha. Sớm nha Hùng nha. Yeah. Nhớ mời tụi anh nha. Yeah. Nếu mà kẹt lúc nào gây lộn kêu anh nha. Dạ. Yeah. Anh đang